Trước khi import file CAD để dựng hình, chúng ta cùng nhau kiểm tra lại đơn vị bản vẽ. Các bạn vào thanh Customize, chọn Unit Setup. Chúng ta xem System Unit có đúng không? Mm. Nếu không đúng, chúng ta chọn lại đúng mm, nhấn OK. OK. Bây giờ các bạn cùng tôi vào file này, bấm Import. Chọn đến cái file CAD là trước chúng ta cùng nhau chỉnh sửa và lưu. Tôi chọn file 02 CAD Import. Bấm Open. Một cái bảng sẽ hiện lên. Các bạn chú ý như sau. Cái quan trọng nhất là thành phần rescale này, nếu là mm rồi chúng ta không cần phải chỉnh sửa lại nữa. Còn nếu không đúng, các bạn phải bấm vào rescale, chọn lại đơn vị mm. Ở layer sẽ báo cho chúng ta biết rằng đối tượng của chúng ta có bao nhiêu layer và layer nào hiện hành đang được chọn để import vào. Còn các bạn có thể tùy chọn thêm các layer khi bấm vào cái tùy chọn này, bỏ đi vài layer nếu các bạn muốn. Còn tôi sẽ đồng ý với tất cả layer. Apply rendering thì các bạn liên tưởng ngay đến đối tượng 2D mà chúng ta có thành phần rendering. Ở đây tôi sẽ để mặc định và Enter để import file CAD vào. Sau khi import file CAD vào, chúng ta nhấn phím T, Z để về mặt top. Các bạn nhấn phím G trên bàn phím để ẩn các đối tượng lưới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xoay và ghép các đối tượng này lại với nhau để cùng nhau dựng hình đối tượng này. Tôi chọn cả ba đối tượng này. Các bạn về lệnh Rotate, kích hoạt chế độ làm tròn góc. Tôi sẽ kéo theo trục X 90 độ. OK. Sau đó tôi di chuyển cái đối tượng mặt đằng trước này gần vào cái đối tượng mặt bằng của chúng ta. Tôi có thể xoay đối tượng này lên. Thì thấy rằng những đối tượng này chúng ta sẽ cần phải xoay một góc 90 độ theo trục Z nữa để nó là mặt bên. Chúng ta chọn lệnh xoay, vẫn kích hoạt chế độ làm tròn góc và xoay theo trục Z 90 độ. Đối tượng này chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta nhấn phím T, Z về mặt top. Dùng lệnh di chuyển V kép, di chuyển tương đối vào vị trí này, chúng ta sẽ ghép sau. Còn hai thành phần mặt bằng mái và mặt cắt chúng ta sẽ để lên trên này, cùng tham khảo. Bây giờ các bạn có thể xoay mặt phối cảnh cho tôi. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt điểm các đối tượng này lại với nhau để cùng nhau dựng hình cái khối nhà này. Các bạn chọn đối tượng, kích hoạt chế độ bắt điểm 3.0 cho phải vào, chọn Vertex và đóng lại. Tôi có thể tắt cái chế độ làm tròn góc này. Các bạn chọn chuột vị trí bên dưới này, hoặc là góc trên này, bắt vào vị trí này. Nếu như các bạn bắt mà không được thì rõ ràng chúng ta đang kích hoạt cái chế độ gọi là khóa trục. Các bạn nhấn phím Alt D để nó mở khóa trục ra. Tương tự chúng ta xoay qua đối tượng này, bắt vào đây. Và mặt bằng của chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ bắt đúng vị trí. Các bạn thấy rằng chúng ta có cái góc này này, chúng ta sẽ bắt trực tiếp vào góc này, vị trí góc này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau bắt điểm các vị trí này rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau dựng hình cái đối tượng này.